Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 3. Chương 21: Ta không đồng ý. 1. Trên bình nguyên, Phương Vọng vẫn duy trì tốc độ di chuyển của mình. Hắn đã bị 7 người vượt qua, nhưng hắn không vội, thậm chí còn nhìn xem Chu Tuyết có đuổi kịp không. Trong số 8 người còn lại của Phương Phủ, đoán chừng chỉ có Chu Tuyết mới có thể đuổi kịp. Mặc dù Phương Hàn Vũ đã luyện được linh lực, nhưng dù sao y cũng chỉ là một võ giả, chỉ vượt qua ngọn núi cao kia cũng đủ khiến y thấy khó khăn rồi thì làm sao có thể đuổi kịp đến đây. Đúng như Chu Tuyết đã nói, khảo hạch của nơi này là dành cho những người có nền tảng tu tiên nhất định, không phải người bình thường nào cũng có thể tham gia. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Không đến nửa giờ sau, Phương Vọng nhìn thấy ở phía chân trời xuất hiện sương mù dày đặc, bóng dáng của những ngọn núi mơ hồ hiện ra hùng vĩ và huyền bí. Trước những ngọn núi này, những ngọn núi cao ở hai bên bình nguyên căn bản chẳng là gì cả. Cảnh tượng này khiến Phương Vọng nghĩ đến Thái Uyên Môn đầu tiên. Chẳng lẽ phía trước là tông môn của Thái Uyên Môn? Phương Vương nghĩ đến đó liền cảm thấy mong chờ. Chẳng bao lâu sau, hắn nhìn thấy có rất nhiều người dừng lại trước vách đá, vừa định dừng lại thì nghe thấy có người hô lên, ta từ bỏ. Lời vừa dứt, một tia sáng xanh từ trên trời giáng xuống, sượt qua bên cạnh người nọ. Tia sáng xanh tách ra, cuốn lấy người nọ rồi đưa gã bay lên cao, cuối cùng nhanh chóng biến mất vào bên trong màn sương mù dày đặc phía trước vách núi. Đó là pháp khí gì? Ngay cả thị lực của Phương Vọng cũng không thể thấy rõ đó là vật gì. Phương Vọng đi đến một nơi vắng vẻ, đứng ở rìa vách núi nhìn xuống. Phía dưới sâu không thấy đáy, đen kịt một màu, hai bên đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Hắn ngước mắt lên, e rằng nếu muốn đến dãy núi phía sau sương mù dày đặc này thì ít nhất cũng phải đi 10 dặm. Phải bay qua thôi. Phương Vọng quay đầu nhìn lại, thấy một số người lúc trước thi triển ngự kiếm thuật hiện tại lại tỏ ra bất lực. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bọn họ, có lẽ họ đã cạn kiệt linh lực, thậm chí có người ngồi xuống uống đan dược tại chỗ. Còn có thể như vậy sao? Phương Vọng không bất mãn, nhưng trong lòng lại cảm khái. Con em thế ra đúng là khác biệt quá lớn. Ngươi đang nhìn gì đấy? Chẳng lẽ linh lực của ngươi đã cạn kiệt rồi à? Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Phương Vọng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Chu Tuyết đạp trên một thanh phi kiếm bay tới trước mặt hắn. Phương Vọng tò mò, nàng lấy đâu ra thanh phi kiếm này? Chu Tuyết không nhảy xuống khỏi phi kiếm mà vung tay lên, một thanh phi kiếm dài từ trong túi của nàng bay ra, Phương Vọng giơ ta lên bắt lấy. Vừa cầm kiếm, hắn liền có thể cảm nhận được linh lực bên trong đó. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường, mà là một pháp kiếm. Phương Vọng kinh ngạc nhìn Chu Tuyết, hỏi, lấy từ đâu vậy? Chu Tuyết nhếch miệng, vung tay áo lên rồi xoay người bay đi, trong nháy mắt đã biến mất vào bên. Trong màn sương mù, Phương Vọng không hiểu, nghĩ đến hai thân ảnh đấu pháp lúc trước, chẳng lẽ Chu Tuyết đoạt được à? Cũng đúng, ma tu thì hành động như vậy cũng hợp lý. Phương Vọng không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp rót linh lực của mình vào thanh kiếm, sau đó nhảy lên, phi kiếm dừng ở dưới chân hắn, mang hắn bay về phía màn sương dày đặc. Kỹ năng ngự kiếm thuật giúp hắn dễ dàng làm chủ thanh kiếm này. Đương nhiên, một phần cũng là do thanh kiếm này không phải là một pháp khí quá lợi hại. Theo như lời Chu Tuyết nói, pháp khí lợi hại rất khó chinh phục, tu tiên giả phải đúc ra một bảo linh bản mệnh mới có thể điều khiển. Người ta nói rằng vũ khí ma thuật mạnh mẽ rất khó hàng phục, tu tiên giả phải tạo thành bảo linh bản mệnh mới dễ thao túng. Vù vù, gió mạnh thổi vào mặt, Phương Vọng mỉm cười, vẫn tiếp tục ngự kiếm bay đi. Hắn đạp lên phi kiếm, thuận gió đi về phía trước, tâm tình hắn cảm thấy thoải mái, ngạo nghễ đứng trên bầu trời, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Chẳng trách người phàm trần đều muốn tu tiên như vậy. Đi xuyên qua sương mù dày đặc, Phương Vọng đột nhiên nghe thấy một số tiếng động kỳ lạ, hắn lập tức rút bảo kiếm từ bên hông ra. Đột nhiên, một con chim ưng đen lao tới, hai móng hung hãn cào về phía hắn, tốc độ cực nhanh, vượt qua cả tốc độ của các cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Phương Vọng giơ kiếm lên, linh lực ngưng tụ thành kiếm khí chém ra, giết chết nó. Con chim ưng đen biến thành làn khói biến mất, khiến Phương Vọng nhướng mày. Không phải sinh vật sống,
xem ra cũng là khảo hạch. Phương Vọng vừa ngự kiếm tiến về phía trước, vừa cẩn thận đề phòng, trên đường tiếp tục có những con chim ưng đen thường bay đến từ mọi hướng, nhưng hắn đều hóa giải được từng con một. Cũng không quá khó khăn. Trên đường đi, khi xuyên qua màn sương mù dày đặc, hắn nhìn thấy một dãy núi hùng vĩ, giống như ở trên mây. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ngọn núi cao nhất xuyên thẳng vào trong mây, không thể nhìn ra cao bao nhiêu. Ở trên đầu Phương Vọng có một con hạc trắng dẫn đường, đi theo hạc trắng, hắn dừng lại ở một bãi đất trống lớn, Chu Tuyết đã đợi sẵn ở đây rồi. Sau khi tiếp đất, Phương Vọng giơ tay cầm lấy phi kiếm và liếc mắt nhìn xung quanh. Ngoại trừ đệ tử của Thái Uyên Môn đang canh giữ ở phía trước thì tổng cộng có 16 người đến khảo hạch, nhìn người nào cũng không đơn giản. Cố Ly liếc mắt nhìn Phương Vọng một cái, cũng không quá để ý. Nàng nhớ rõ tiểu tử này đi rất chậm, xem ra gia cảnh không khá giả lắm. Chí ít không đe dọa đến mục tiêu tiếp theo của nàng. Chu Tuyết đi tới trước mặt Phương Vọng, khen ngợi, nhanh vậy à, ta còn tưởng ngươi sẽ phải mất một thời gian mới thích ứng được. Phương Vọng cười nói, đúng là phải mất một chút thời gian. Hai người đứng cùng nhau, nhỏ giọng trao đổi, trong khi những người khác thì tản ra xung quanh, không đến gần nhau. Thời gian tiếp tục trôi qua, từng tu tiên giả xuyên qua sương mù dày đặc và đáp xuống mảnh đất trống này. Phương Vọng chú ý thấy người yếu nhất cũng có khí tức tu vi đến dưỡng khí cảnh tầng 5. Điều này khiến hắn cảm khái không thôi. Chẳng trách đãi ngộ nơi này cao hơn, họ đều là những tu tiên giả có tiềm lực tốt. Chương 22, ta không đồng ý. 2. Một lúc lâu sau, số lượng đệ tử nhập môn nơi đây đã vượt qua 50 người, Phương Vọng âm thầm kinh hãi. Chỉ riêng ở đây đã có 50 người, cộng thêm những người đã đi trước, có ít nhất 500 người đã vượt qua khảo hạch nhập môn. Đây chỉ là trấn Thái Nguyên, vậy thì thành Thái Uyên chắc chắn sẽ thu nhận càng nhiều đệ tử, cứ 5 năm lại chiêu mộ hàng nghìn đệ tử. Đây chính là lý do ta lựa chọn Thái Uyên Môn. 100 năm sau, Thái Uyên Môn sẽ trở thành giáo phái mạnh nhất Đại Tề. Âm thanh của Chu Tuyết truyền đến. Nàng sử dụng thuật truyền âm, Phương Vọng nghe được không khỏi quay đầu nhìn nàng. Giáo phái mạnh nhất, Phương Vọng tin điều đó, dù sao Chu Tuyết cũng là người trọng sinh. Hắn càng thêm mong đợi những năm tháng tu hành ở Thái Uyên Môn. Một lúc sau, một con hạc trắng từ trên trời bay xuống, trên lưng hạc có một lão giả mập mạp đang nằm. Lúc nãy Phương Vọng có chú ý đến con hạc trắng này, nhưng không thấy trên lưng nó có người. Hạc trắng đáp xuống đất, lão giả mập mạp chậm rãi ngồi dậy. Tuy lão mặc đạo bào của Thái Uyên Môn nhưng trông dở dở ương ương, rất lười biếng, không hề có phong thái của tiên gia. Vừa nhìn thấy khí chất của đối phương, trong lòng Phương Vọng lập tức nhận định lão là một cao nhân, người này nhất định rất mạnh. Lão giả mập mạp vuốt vuốt râu, liếc nhìn mọi người có mặt ở đây rồi cười nói, không tệ, tổng cộng có 52 người, xem ra Thái Uyên Môn sắp được phục hưng rồi. Nếu các ngươi có thể đi tới đây thì các ngươi đã có thể trở thành đệ tử của Thái Uyên Môn. Trong Thái Uyên Môn, đãi ngộ và địa vị từ thấp đến cao có thể chia thành đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử phân mạch, đệ tử trì kiếm và đệ tử thân truyền. Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn đều có thể lựa chọn một mạch để tu hành, nhưng phải bắt đầu từ công việc tạp dịch. Đệ tử phân mạch có thể trực tiếp chọn một vị sư phụ dựa trên mạch phong mà các ngươi lựa chọn. Mọi người chăm chú lắng nghe, lão giả mập mạp hài lòng mỉm cười. Trước hết ta tự giới thiệu một chút, ta là trưởng lão cung phụng của một mạch, các ngươi có thể gọi ta là Tham Thụy Chân Nhân. Các ngươi đừng cho rằng tên ta buồn cười, ở tu tiên giới, đó là một cái tên rất hiển hách. Lão giả mập mạp Tham Thụy Chân Nhân đắc ý cười nói. Giải thích, Tham Thụy nghĩa là ham ngủ, mê ngủ. Hết giải thích. Một thanh niên mặc áo xanh trên mặt lộ vẻ kính nể và sùng bái, chắp tay hành lễ nói, tại hạ đã từng nghe thấy uy danh của Tham Thụy Chân Nhân. Nghe đồn trong trận đại chiến chính ma 100 năm trước, một mình ngài cầm kiếm đánh vào núi cổ ma, giết chết hơn ngàn ma đầu. Trận chiến đó đã làm giảm đi rất nhiều sĩ khí của ma, đạo, vì vậy mới có thể nhanh chóng giành lại hòa bình. Tham Thụy Chân Nhân nghe thấy lời này liền nâng cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn người. Cố Ly liếc nhìn thanh niên mặc áo xanh một cái, tuy rằng có mạng che mặt nhưng trong mắt của nàng vẫn lộ rõ vẻ khinh thường. Hầu hết trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ, rất hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được truyền thuyết này. Phương Vọng thầm nghĩ quả nhiên là một cao nhân. Phòng trường lão là một trong những người mạnh nhất của Thái Uyên Môn, bình thường nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất định sẽ rất mạnh.
Được rồi, chúng ta quay lại việc chính thôi. Các ngươi đã trở thành đệ tử phân mạch, bây giờ đã có thể cạnh tranh vị trí đệ tử chí kiếm và đệ tử thân truyền. Tham Thụy Chân Chân giả vờ ho một tiếng rồi nghiêm mặt nói. Một nữ tử không khỏi hỏi, chúng ta có thể trực tiếp tranh vị trí đệ tử thân truyền sao? Chín giáo phái lớn cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Những đệ tử thế gia khác đều khe khẽ nghị luận, có vẻ rất phấn khích. Tham Thụy Chân Chân tự hào nói, trước đây là như vậy, nhưng sau này sẽ khác. Thái Uyên Môn phá vỡ quy tắc chỉ để giúp những nhân tài phát triển tốt hơn. Các ngươi đều đã tu luyện được đến dưỡng khí cảnh nên đã có đủ tư cách để cạnh tranh rồi. Nếu các ngươi muốn trở thành đệ tử thân truyền có thể bước ra, một mình đấu với những người khác, nếu thắng sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Mà 5 người có thành tích tốt nhất có thể trở thành đệ tử chỉ kiếm. Một mình chiến đấu với mọi người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Phương Vọng không khỏi liếc nhìn Chu Tuyết, dùng ánh mắt hỏi xem nàng có muốn tranh đoạt hay không. Chu Tuyết chậm rãi gật đầu, nhưng lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ kiếp trước nàng không phải là đệ tử của Thái Uyên Môn? Trong lòng Phương Vọng không khỏi nghi ngờ, hắn bắt đầu hoài nghi Chu Tuyết có dã tâm với Thái Uyên Môn. Cố Ly hỏi, xin hỏi trưởng lão, nếu có nhiều người muốn làm đệ tử thân truyền thì sẽ do ai một mình chiến đấu với mọi người? Câu hỏi này khiến mấy chục người đều gật đầu, những người dám gật đầu đều tỏ ra vẻ rất tự tin. Tham Thụy Chân Chân cười như không cười nói, cái này phải xem các ngươi. Đệ tử thân truyền có quyền chấp pháp và quản lý các đệ tử cùng mạch, vì vậy phải có năng lực phục chúng. Cố Ly lập tức tiến lên một bước, nói, ta gọi là Cố Ly, ta đến từ Cố gia ở Lạc Bắc, ta đã tu tiên được 12 năm, đã đạt đến dưỡng khí cảnh tầng 9. Ta học được ngũ thánh kiếm pháp từ phụ thân ta là Cố Thiên Hùng, ta muốn làm đệ tử thân truyền, ai không đồng ý, Cố gia ở Lạc Bắc. Hầu hết những người có mặt đều không khỏi xôn xao, điều này khiến Phương Vọng tò mò, Cố gia ở Lạc Bắc lớn mạnh đến mức nào. Nam tử mặc áo đen đội mũ rộng vành khoanh hai tay trước ngực, hậm hực nói, Cố gia ở Lạc Bắc quả thật có tư cách, vậy thì ta sẽ nhường cho. Ngươi cơ hội này, ta thật muốn xem kiếm pháp ngũ thánh có thể đánh bại kẻ địch cùng cảnh giới hay không. Nam tử mặc áo đen nói như vậy, càng không có ai dám đứng ra. Phương Vọng trong lòng thở dài, không biết Phương gia ở Nam Khâu khi nào có thể có uy phong được như vậy. Nào nhanh lên, làm đệ tử thân truyền có những chỗ tốt mà ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Tư chất và thể chất của ta không bằng ngươi, nhưng ta có rất nhiều cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Nhưng ngươi lại khác, con đường tu tiên của ngươi dù sao vẫn không thể luôn dựa vào ta, trừ khi ngươi cũng muốn trở thành ma tu. Về phần Cố gia ở Lạc Bắc, nhiều nhất 20 năm nữa cũng sẽ bị tiêu diệt, không đe dọa được ngươi. Chu Tuyết truyền âm đến, Phương Vọng đã chuẩn bị từ lâu, không cần Chu Tuyết thúc giục, hắn cũng sẽ đứng ra. Chẳng qua, lời nói của Chu Tuyết lại giúp hắn cảm thấy bớt gánh nặng. Nghĩ rồi, Phương Vọng đứng lên nói, ta không đồng ý. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn, khiến lòng hắn run lên, nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Ly. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 23, Nhập Môn đã là thân truyền, 1. Ngươi là ai? Cố Ly nhìn chằm chằm Phương Vọng, nhíu chặt đôi mày thanh tú, cẩn thận quan sát đối phương. Giờ phút này lại dám đứng ra, chắc chắn người này không đơn giản. Chẳng lẽ nàng đã nhìn nhầm rồi, người này có lai lịch lớn chăng? Tất cả mọi người đều đang dò xét Phương Vọng, bao gồm cả Tham Thụy Chân Nhân. Phương Vọng bình tĩnh nói, ta tên Phương Vọng, tốt hơn hết ta và ngươi so tài với nhau trước, người nào thắng sẽ có tư cách độc chiến với tất cả mọi người, thế nào? Vừa nói dứt câu, ngay lập tức có người ồn ào. Mọi người đang có mặt tại đây đều có lai lịch từ thế gia tu tiên. Mặc dù không dám tùy tiện ra mặt nhưng khi thấy có người làm mất mặt Cố Ly thì bọn họ lại rất phấn khích. Hầu hết mọi người đều sợ tên tuổi của Cố gia ở Lạc Bắc, nhưng những người còn lại thì chỉ là cẩn thận thôi. Họ cảm thấy nếu vội vàng tranh giành đệ tử thân truyền thì e rằng ngay cả tư cách của đệ tử chí kiếm cũng không thể tranh được. Bị vây công bởi 51 người, rất có khả năng chưa kịp thể hiện thực lực của mình thì đã bị đánh bẹp. Tham Thụy Chân Nhân đứng một bên vuốt bộ râu, vẻ mặt như đang xem náo nhiệt, lão cũng không có ý định ngăn cản. Cố Ly tiến lên phía trước hai bước, giơ tay rút một thanh kiếm mảnh từ sau lưng ra,
tuy chỉ rộng hai ngón nhưng có chiều dài 4 thước, mũi kiếm lóe ra hàn quang. Vậy thì thử đi. Giọng điệu của Cố Ly rất cường ngạnh, nàng giơ kiếm chỉ vào Phương Vọng. Phương Vọng giơ cánh tay phải và nhấc cao phi kiếm trong tay lên, ngay sau đó hắn buông tay ra, chỉ thấy phi kiếm lơ lửng trên không trung. Cố Ly nheo mắt lại, lập tức vung kiếm. Một thanh kiếm được rút ra, kiếm khí tung hoành, sát khí không thể ngăn cản phóng tới Phương Vọng, cát bụi dọc đường cuồn cuộn nổi lên liên tục. Tay phải của Phương Vọng vung mạnh, phi kiếm bộc phát với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Giống như một luồng hàn quang xé nát kiếm khí trước mặt và xua tan sóng gió, gần như trong nháy mắt đã dừng lại trước trán của Cố Ly. Kiếm phong đã thổi bay chiếc nón che của Cố Ly và ngay cả cái khăn che mặt cũng bị xé toạc ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Lúc này, trên khuôn mặt tinh xảo và thanh tú tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn phi kiếm lơ lửng trước mặt, toàn thân Cố Ly trở nên cứng đờ, mũi kiếm phản chiếu trong đôi mắt nàng giống như ngôi sao lấp lánh lạnh lẽo, cái trán của nàng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, ngay cả Chu Tuyết cũng phải nhíu mày lại. Quả nhiên không có nhìn lầm hắn, chẳng qua ngự kiếm thuật của tiểu tử này. Dựa vào biểu hiện của Phương Vọng đêm đó, Chu Tuyết cảm thấy thực lực thật sự của Phương Vọng không chỉ như tu vi biểu hiện ra bên ngoài nên nàng mới đẩy Phương Vọng ra. Phương Vọng đã tu luyện ngự kiếm thuật đạt đến trình độ như vậy thực sự làm cho nàng rất kinh ngạc. Tốc độ vừa rồi ngay cả một số tu sĩ tố linh cảnh cũng chưa chắc có thể đạt được. Cũng đúng, lần trước Phương Vọng chỉ dùng một thanh kiếm của người phàm, nhưng giờ đây trong tay hắn là một thanh pháp kiếm. Mặc dù đây chỉ là một trong những loại kiếm pháp bình thường nhất, nhưng hắn lại thi triển ra uy năng như vậy, giới hạn cao nhất của tiểu tử này ở đâu? Tham Thụy chân nhân cũng bị kinh hãi, lão nhìn chằm chằm vào Phương Vọng, ánh mắt sáng lên. Nắm trong tay năng lực khống chế bá đạo, tốc độ sắc bén như vậy mà có thể dừng lại trong nháy mắt, ngay cả ta vừa rồi cũng suýt chút nữa không kịp phản ứng. Tham Thụy chân nhân thầm sợ nếu Cố Ly chết ở đây thì sẽ phiền toái lắm. Cố gia ở Lạc Bắc cũng không dễ chọc đâu. Lão phải cố gắng giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm Phương Vọng vì sợ tiểu tử này sẽ ra tay tàn nhẫn. Tất cả các đệ tử của Thái Uyên Môn phía sau lão đều có vẻ như đang gặp quỷ, tiểu tử này thật sự mới dưỡng khí cảnh sao? Phương Vọng không nhìn về phía Cố Ly mà quét mắt nhìn xuống những người khác rồi hỏi, ta tới ứng cử đệ tử thân truyền, có ai không đồng ý? Không ai dám lên tiếng, mọi người đều nhìn hắn như lâm đại địch, thậm chí còn bắt đầu âm thầm lấy pháp khí của mình ra. Khóe miệng Chu Tuyết khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, nhuệ khí của tiểu tử này thật sự đủ rồi, bình thường trông có vẻ thu mình nhưng lúc tranh đấu lại có khí thế đến vậy. Nếu hắn không chết vào đêm diệt môn kiếp trước thì hắn sẽ đạt đến tầm cao nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng rút pháp khí ra, chính là lá bùa vàng mà đạo sĩ áo xanh trước đây đã sử dụng. Phương Vọng thoáng nhìn thấy cảnh này, tim đập thình thịch. Nàng sẽ không ra tay thật chứ? Này, người nhà cơ mà. Tay phải Phương Vọng xoay vào trong, phi kiếm treo lơ, lửng trên trán Cố Ly rút mạnh về, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tim của Cố Ly đập như trống, nhìn chằm chằm Phương Vọng, cả người hoảng hốt. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm nhận được khí tức tử vong, nếu như đối phương muốn giết nàng, nàng chắc chắn không thể trốn thoát. Tại sao có chênh lệch lớn như vậy? Thậm chí nàng vẫn chưa sử dụng tới ngũ thánh kiếm pháp của mình nữa. Giờ khắc này, nàng nhớ tới lời nói của phụ thân, Thái Uyên Môn đang trong thời kỳ phát triển, tất nhiên sẽ xuất hiện nhân vật thiên kiêu, một khi đã tới đó thì nhất định không được phép lơ là. Phương Vọng không quan tâm đến suy nghĩ của Cố Ly, khi nhìn thấy bước chân của những người khác di chuyển rồi vây quanh mình, hắn biết chỉ dựa vào ngự kiếm thuật là không đủ để đối phó với tình hình hiện tại. Nghĩ đến đây, hắn đâm phi kiếm trong tay vào trong bùn đất, hai tay trống không bị bao vây bốn phương tám hướng. Điên cuồng. Đây là cảm giác của tất cả mọi người, ngay lúc có người không kiềm chế được nữa thì Phương Vọng giơ tay phải lên, lòng bàn tay úp xuống. Ầm, một cỗ khí thế bá đạo bùng nổ bên trong cơ thể Phương Vọng. Bụi đất dưới chân gào thét, ba quả cầu lửa ngưng tụ sau đầu trông giống như mặt trời nhỏ treo lơ lửng, áo bào tung bay, thân sắc của hắn trở nên lạnh lùng. Đây là... Làm sao có thể? Tham Thụy chân nhân và Chu Tuyết đều bị kinh hãi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là hoàn toàn kinh sợ. Huyền Dương thần kinh, Chu Tuyết từng nói trước khi phi thăng vẫn chưa luyện thành, đó là để hù dọa Phương Vọng mà thôi. Trên thực tế nàng đã luyện Huyền Dương thần kinh đến tầng 6, nhưng sau đó vì lý do khác đã từ bỏ. Chỉ riêng 6 tầng thôi mà nàng phải tốn mất mấy chục năm, Phương Vọng mới tu luyện được bao lâu?
Chương 24, nhập môn đã là thân truyền. 2. Nhìn ba quả cầu lửa sau đầu Phương Vọng, rõ ràng không chỉ luyện thành tầng đầu tiên đơn giản như vậy. Đột nhiên nàng hoài nghi Phương Vọng có thể đã luyện đến tầng 7 mà nàng vẫn chưa đạt tới. Chẳng trách tu vi của tiểu tử này tăng trưởng nhanh đến thế, thì ra đã luyện huyền dương thần kinh đến trình độ như vậy, chỉ trong vòng hơn một tháng mà thôi. Một thiên tài như vậy mà được sinh ra ở Đại Tề, Chu Tuyết đột nhiên cảm nhận được lực lượng của số mệnh, có lẽ sâu bên trong có một luồng lực lượng của vận mệnh ở xung quanh Phương gia. Kiếp này Phương Vọng sống sót, vậy thì thế đạo sẽ thay đổi. Mặc dù Chu Tuyết cảm thấy khó tin nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận được, dù sao nàng cũng đã phi thăng, thậm chí từng thấy người càng yêu nghiệt hơn. Lên, nam tử mặc áo đen đội chiếc nón che lên tiếng đầu tiên. Y vừa nói vừa đập mạnh xuống đất, dương sách phía sau lưng mở ra, từng chiếc mũi tên sắc bén màu đen bắn về phía Phương Vọng. Những người khác lập tức thi triển pháp thuật của mình. Tất cả đều lựa chọn tấn công từ xa, ngay cả Chu Tuyết cũng ra tay. Lá bùa màu vàng phát ra hơn 10 luồng ánh sáng màu vàng kim. Trong phút chốc, đủ mọi ánh sáng sặc sỡ bao trùm lấy Phương Vọng. Ánh mắt Phương Vọng đông cứng lại, tay phải siết chặt nắm đấm, ba quả cầu lửa sau đầu đột nhiên nổ tung, hóa thành một biển lửa cuồn cuộn quét ngang. Pháp thuật và pháp khí phân tán ra bốn phương tám hướng, sóng lửa dâng lên, vô cùng ngoạn mục. Trong giây phút tiếp theo, Phương Vọng sử dụng chiêu tuyệt ảnh bộ giết ra ngoài. Sau khi huyền dương thần kinh tầng 9 đại viên mãn, hắn không còn sợ bất kỳ ngọn lửa nào nữa, chỉ cần ba bước là hắn đã đến trước mặt một tu sĩ. Một chưởng đánh ra, nhanh như gió bão, mạnh như sấm sét. Ầm. Tên tu sĩ này ngay lập tức bị đánh bay, hộc máu trên không trung. Phương Vọng xoay người lại, dùng một chân quét ngang rồi đá vào nữ tu sĩ bên cạnh. Hắn không chỉ là tu tiên giả mà còn là một võ giả nên tốc độ phản ứng thân thể của hắn cực nhanh. Linh lực tập trung trên đùi phải, đá thẳng vào mặt đối phương làm cho đối phương ngất xỉu tại chỗ. Hắn tiếp tục tấn công người tiếp theo. Hắn muốn đánh bại tất cả đối thủ trong thời gian ngắn nhất, bởi vì linh lực của hắn có hạn nên không thể duy trì cường độ chiến đấu như vậy trong một khoảng thời gian dài. Linh lực của huyền dương thần kinh vô cùng bá đạo. Phương Vọng dùng linh lực huyền dương thi triển võ học chân long trưởng, thứ được thi triển ra không phải chân khí hình rồng, mà là một con rồng lửa hùng vĩ, liên tiếp tàn sát khắp nơi, đánh bại một số tu sĩ. Nam tử áo đen đội chiếc nón che lao tới phía sau Phương Vọng, muốn nhân lúc hắn chưa chuẩn bị để đánh lén. Nhưng kết quả Phương Vọng lại né tránh bằng tuyệt ảnh bộ, khiến cây gậy dài trong tay gã bị đánh bay lên không trung. Phương Vọng xoay người lại đánh ra chân long trưởng, kết quả bị gã né được, nhưng các tu sĩ phía sau gã lại không thể trốn thoát. Lại thêm vài người bị đánh bay, toàn thân bị thiêu rụi. Các đệ tử của Thái Uyên Môn đang theo dõi trận chiến lần lượt ra tay giải cứu những đệ tử mới bị ngọn lửa thiêu. Nhưng họ kinh hoàng phát hiện ngọn lửa này không dễ dập tắt nên đành phải dùng đến pháp thuật. May mắn thay, những ngọn lửa này đột nhiên biến mất, làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Đây là những gì Phương Vọng gây nên. Huyền Dương thần kinh tầng 9 đại viên mãn có thể giúp cho hắn có lực khống chế huyền dương chân hỏa đạt tới cực hạn, vì vậy hắn cũng sợ sẽ thiêu chết những người này. Chưa đầy 10 hơi thở, đã có một nửa số người mất đi sức chiến đấu, các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao nhảy ra xa, không dám đến gần hắn. Phương Vọng nhanh như một mũi tên, không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Chân long trưởng của hắn quá mức bá đạo, không ai có thể ngăn cản được phong mang này. Khi Chu Tuyết xuất hiện trước mắt, Phương Vọng cũng không nhường, như thể hai người họ không hề quen biết. Dĩ nhiên Chu Tuyết đấu trưởng cùng với hắn. Ầm. Song trưởng đập vào nhau, đột nhiên có cơn gió lớn thổi lên. Phương Vọng nhíu mày lại, cảm nhận được một luồng linh lực âm độc, giống như rắn độc muốn ăn mòn linh. Lực huyền dương của mình, cũng may linh lực huyền dương của hắn cũng đủ lớn mạnh. Tham Thụy chân nhân không khỏi nhìn về phía Chu Tuyết, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ đây lại là một thiên tài. Ngay lập tức lão xếp Chu Tuyết vào trong số các đệ tử chỉ kiếm. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Chu Tuyết hộc máu bay ngược lại rồi ngã ra xa mấy trượng, cố gắng đứng dậy vài lần nhưng cũng không thành công. Phương Vọng thật sự rất khâm phục nàng, kỹ năng diễn xuất của nàng rất tự nhiên. Vừa rồi đối trưởng, hắn hầu như có thể xác định Chu Tuyết không kém gì hắn. Ngẫm nghĩ kỹ lại cũng đúng, Chu Tuyết không thể truyền lại công pháp mạnh nhất của bản thân cho hắn. Nếu như hắn trọng sinh thì cũng không thể bồi dưỡng ra một người mạnh hơn cả mình được. Có thể chiếu cố tộc nhân, nhưng chỉ làm cho họ tốt hơn chứ không thể dồn hết tâm sức để trưởng thành đến mức mất đi khả năng trưởng khống.
Ngay sau khi Chu Tuyết bị đánh bại, những người còn lại càng không phải là đối thủ của hắn. Hầu hết mọi người đều đạt dưỡng khí cảnh tầng 5 đến tầng 8, chỉ có 3 người đạt đến dưỡng khí cảnh tầng 9, trong đó có Cố Ly và nam tử áo đen. Rất nhanh, chỉ còn lại nam tử áo đen chiến đấu với Phương Vọng. Thân pháp của gã cực kỳ xuất chúng, đến nỗi Phương Vọng không cách nào đánh trúng gã trong thời gian ngắn. Nam tử áo đen cũng có cảm giác tương tự, thậm chí càng chán nản hơn vì pháp thuật của gã vừa tới gần Phương Vọng đã bị quả cầu lửa sau đầu Phương Vọng đánh tan, không hề có tác dụng. Sau khi hai người giao chiến hơn 10 hiệp, chân long trưởng của Phương Vọng lấy một góc độ xảo quyệt đánh tới, nam tử áo đen bất ngờ không kịp chuẩn bị nên đối trưởng lại một cách vô thức. Vừa đối trưởng đã bại trận, nam tử áo đen ngã xuống đất, đồng thời ôm lấy ngực và phun ra một ngụm máu, đã mất đi năng lực chiến đấu. Phương Vọng xoay người nhìn sang phía Cố Ly không có động tĩnh gì. Cố Ly đang theo dõi trận chiến từ xa, cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng khẽ lắc đầu, biểu thị từ bỏ. Hay, hay lắm. Tham Thụy chân nhân cười to rồi lớn tiếng hét lên, Phương Vọng tấn thăng đệ tử thân truyền, là đệ tử mới nhập môn trở thành đệ tử thân truyền đầu tiên kể từ khi Thái Uyên môn lập giáo đến nay. Giọng nói của lão vang vọng khắp bầu trời, những đệ tử Thái Uyên môn đang theo dõi trận chiến kia đều nhìn Phương Vọng với ánh mắt phức tạp. Thái Uyên môn không chỉ coi trọng thiên phú tu hành mà còn cả thiên phú chiến đấu, hai thứ này thường không thể tách rời. Tham Thụy chân nhân đã bắt đầu mong chờ bảo linh của Phương Vọng sau khi đạt tố linh cảnh sẽ có phẩm giai như thế nào, liệu có thể đuổi kịp tiểu tử đó không? Các bạn đang nghe chuyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 25, Cửu Thiên Thương Lôi Kiếm Trận 1. Đệ tử thân truyền, nghe thấy Tham Thụy chân nhân nói như vậy, Phương Vọng thầm thở phào, nhẹ nhõm, nhìn như hắn muốn mạnh mẽ kết thúc trận đấu, nhưng sau trận hỗn chiến này, linh lực trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao 80%, hắn chỉ giả vờ bình thản mà thôi. Những tu sĩ chưa bất tỉnh nhìn Phương Vọng với thần sắc khác nhau, trong lòng đều là những cảm xúc lẫn lộn. Bọn họ không dám tin thật sự có người có thể một mình chiến đấu với 51 người. Phải biết rằng, chênh lệch cảnh giới của bọn họ không lớn, hơn nữa đều đến từ thế gia tu tiên. Phương Vọng, tại sao trước đây chưa từng nghe nói tới nhỉ? Phương gia khó lường, chỉ là không biết Phương gia ở đâu. Mạnh quá trời quá đất. Vừa nhập môn đã là đệ tử thân truyền, dù sao thì ta cũng chịu thua, ngay cả chiêu thức của hắn ta còn không thể ngăn nổi. Hỏa diễm của hắn đủ để thiêu chết chúng ta, hắn cố tình lưu thủ đấy. Hầu như tất cả mọi người đều thua tâm phục khẩu phục. Chỉ sau khi chiến đấu với Phương Vọng, họ mới biết được sự đáng sợ của linh lực huyền dương. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy bản thân mình không phải đang chiến đấu với tu sĩ dưỡng khí cảnh, mà là một cao thủ tố linh cảnh. Cố Ly nhìn dáng người Phương Vọng thẳng tắp, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật bình thường, chẳng trách phụ thân bảo nàng đến Thái Uyên môn. Nếu như không đến, cứ luôn ở lại trong gia tộc, nàng còn thật sự cho rằng mình là thiên tài độc nhất vô nhị trên đời. Đúng lúc này, bên cạnh có một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như tiên nhân hạ phàm. Lão mặc đạo bào của Thái Uyên môn, phong độ người người, dù hai bên tóc mai trắng xóa, nhưng lại càng lộ ra khí chất xuất trần, khuôn mặt thoạt nhìn chừng ngoài 30 tuổi. Tham Thụy chân nhân quay đầu nhìn lại, cười nói, sư đệ, chính là hắn, đưa hắn lên đi. Lão nhìn về phía Phương Vọng, giới thiệu, vị này là trưởng lão truyền thừa, Triệu Truyền Can, đi theo lão để nhận phần thưởng cho đệ tử thân truyền đi. Phương Vọng nhanh chóng hành lễ với Triệu Truyền Can. Triệu Truyền Can mang khuôn mặt lãnh đạm chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đột nhiên vẫy tay áo, một cơn gió mát đập vào mặt, trực tiếp cuốn Phương Vọng đi. Hai người hóa thành hồng quang biến mất giữa các ngọn núi. Cảnh tượng này khiến tất cả các tu sĩ nhập môn đều phải ghen tị. Chu Tuyết thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng cũng rất tốt. Sau này, hắn nhất định trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng ở Thái Uyên môn, thậm chí cả tu tiên giới ở Đại Tề. Trăm năm sau, à không, nhiều nhất 50 năm, các ngươi sẽ tự hào vì cùng thời kỳ với hắn. Tham Thụy chân nhân vuốt râu cười nói, ngữ khí như cảm khái xuân thu. Được rồi, tiếp theo bắt đầu chọn 5 đệ tử chỉ kiếm. Tham Thụy chân nhân thay đổi ngữ điệu, nhìn về phía các tu sĩ, nghiêm túc nói. Phương Vọng đạp lên phi kiếm, đứng phía sau Triệu Truyện Càn. Phi kiếm dưới chân dài 3 thước, lưỡi kiếm lưu chuyển từng tia sáng bạc, vô cùng lộng lẫy. Từ trên cao nhìn xuống Thái Uyên môn,
Hắn nhìn thấy giữa các dãy núi có một thành trì rất to lớn, từng đệ tử Thái Uyên Môn ra ra vào vào. Hắn bị choáng ngợp bởi các loại pháp khí phi hành và thú cưỡi khác nhau. Triệu Chuyện Càn im lặng ít nói, dẫn đến Phương Vọng cũng khó có thể mở miệng bắt chuyện, chỉ có thể ngắm cảnh trên đường đi. Thái Uyên Môn rất lớn, to đến mức Na Khâu Thành cũng không thể so được. Hướng mà Triệu Chuyện Càn đang đi đến chính là đỉnh núi cao nhất, sau khi đến gần mới có thể thực sự cảm nhận được sự hùng vĩ của đỉnh núi này. Rất nhanh, hai người tung kiếm lên núi và hạ xuống trước một cung điện. Phương Vọng ngước mắt lên nhìn, cung điện nguy nga này tên là Thủy Uyên Điện, trước cửa còn có hai pho tượng dị thú bằng đá với tư thế dữ tợn. Mà phía sau hắn là một cái thang ngọc dài màu trắng với hàng trăm bậc, kết thúc là một sân rộng lớn với bán kính 2 tới 3 dặm, có 3 đệ tử đang quét dọn. Đi theo ta, Triệu Chuyện Càn nói, sau đó bước lên thềm tiến vào trong Thủy Uyên Điện, Phương Vọng nối gót theo sau. Sau khi bước vào Thủy Uyên Điện, ấn tượng đầu tiên của Phương Vọng là không gian trong điện rộng rãi sáng sủa, ở đây không bày biện vũ khí, cũng không có đồ trang trí loè loẹt sặc sỡ. Ánh mắt Phương Vọng bị bóng lưng ở trước mặt thu hút. Đó là một lão giả mặc áo bào trắng, mái tóc trắng xám cuộn dưới ngọc quan. Dáng người không cao, nhưng lưng lại lộ ra khí chất điềm tĩnh trầm ổn, hai tay chắp sau lưng dường như có thể đối mặt với tất cả tai họa trên thế gian. Trưởng môn sư huynh, hắn đến rồi, Triệu Chuyện Càn dừng bước nói. Nghe được hai chữ trưởng môn, Phương Vọng không khỏi trở nên căng thẳng. Trưởng môn quay người, xắn tay áo lên, nét mặt của lão nhìn có vẻ không già bằng bóng lưng của mình, mặc dù cũng không còn trẻ, nhưng lại phù hợp với dáng vẻ hạc phát đồng nhan. Phương Vọng nhìn thấy ánh mắt của đối phương liền vội vàng cúi xuống chắp tay hành lễ. Chu Tuyết trước đó đã từng nói, trưởng môn Thái Uyên Môn là quảng cầu tiên có tu vi cao thâm. Đặt trong 9 giáo phái lớn, luận về thực lực cá nhân, lão có thể xếp vào 5 hạng đầu tiên. Hơn nữa, trong 5 hạng đầu tiên ai mạnh hơn ai cũng rất khó xác định. Ta đã nhìn thấy tất cả biểu hiện của ngươi rồi, không tệ, ta coi trọng ngươi. Trở thành đệ tử thân truyền có thể trực tiếp nhận được một pháp khí cao cấp, nhưng trước đó, ngươi phải chọn gia nhập mạch nào. Quảng cầu tiên nhìn Phương Vọng cười nói, nụ cười của lão có vẻ hòa nhã, không có bất kỳ cảm giác áp bức nào. Phương Vọng đáp, ta muốn gia nhập mạch thứ 3. Chuyện này trên đường đến đây Chu Tuyết đã phân chia trước rồi, mỗi đệ tử của Phương Phủ đều phải gia nhập một mạch hệ khác nhau. Nghe vậy, Triệu Chuyện Càn không khỏi liếc nhìn Phương Vọng, ánh mắt kỳ lạ. Quảng cầu tiên không khỏi bật cười, khẽ nói, Phương Vọng, xem ra ngươi có chút hiểu biết về Thái Uyên Môn, nhưng ta vẫn phải nói rõ ràng với ngươi. Truyền thừa của mạch thứ 3 quả thực là cao thâm nhất trong 9 mạch, nhưng tình huống hiện giờ của mạch thứ 3 tương đối đặc biệt. Luận về thực lực tổng hợp thì mạch thứ 3 xếp, hàng thứ 8. Cấp bậc của mạch hệ sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên của một mạch, ngươi có thể cân nhắc cẩn thận. Khi Phương Vọng nghe nói truyền thừa là cao thâm nhất thì lập tức gật đầu nói, ta vẫn chọn mạch thứ 3. Triệu Chuyện Càn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không lên tiếng. Quảng cầu tiên gật đầu đồng ý, sau đó giơ tay phải lên, 3 luồng ánh sáng bay ra khỏi tay áo, treo lơ lửng trên điện. Lần lượt là một trường kiếm màu lam, một cây sáo ngọc bích và một chiếc quạt giấy. 3 thứ này đều là pháp khí cao cấp, chúng đều giống nhau, không khác nhau lắm, ngươi tùy duyên chọn đi. Quảng cầu tiên giới thiệu ngắn gọn một câu, sau đó đợi Phương Vọng lựa chọn. Phương Vọng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn thanh kiếm kia. Dù sao thứ hắn am hiểu nhất chính là kiếm pháp, đợi sau khi học được những tuyệt chiêu khác sẽ phát triển pháp khí khác sau. Chương 26, Cửu Thiên Thương Lôi Kiếm Trận 2. Tu tiên giả muốn có chỗ đứng không thể chỉ dựa vào một pháp khí. Quảng cầu tiên giơ ngón tay chỉ, thanh trường kiếm màu lam rơi vào tay Phương Vọng. Toàn thân thanh kiếm này màu lam, như thể được rèn bằng ngọc bích, lưỡi kiếm không sắc bén. Hai tay hắn cầm kiếm, cảm thấy mát rượi, tâm cũng bình tĩnh lại. Hắn chú ý thấy có 2 chữ được khắc trên chuôi kiếm, Thanh Quân. Trước khi tố linh, đừng tùy tiện sử dụng pháp khí này, rất dễ bị phản phệ. Quảng cầu tiên nhắc nhở một câu. Triệu Chuyện Càn quay lại, nói, đi thôi, đưa ngươi đi nhận phần thưởng cho đệ tử thân truyền. Phương Vọng vội vàng thu kiếm lại, trước tiên hành lễ với quảng cầu tiên, rồi mới đi theo bước chân của Triệu Chuyện Càn. Nhìn bóng lưng của Phương Vọng, nụ cười của quảng cầu tiên vẫn không biến mất. Lúc hai người rời khỏi Thủy Uyên Điện, lão tự lẩm bẩm, lại xuất hiện một thiên tài, xem ra Thái Uyên Môn sắp quật khởi rồi, nhưng đáng tiếc, hắn nhập môn muộn rồi,
không kịp đợt phúc duyên tiếp theo. Sau khi rời khỏi Thủy Uyên Điện, dưới sự dẫn dắt của Triệu Truyện Càn, Phương Vọng đi đến sự vụ đường của chủ phong để nhận ngọc bội của đệ tử thân truyền. Sau đó bọn họ lại đi đến phòng pháp khí nhận túi chữ vật, phi kiếm và 100 lá bùa hộ mệnh cùng 10 viên linh thạch. Trước khi kết thúc, bọn họ lại đi đến đan dược đường, nhận được 10 bình linh khí đan. Triệu Truyện Càn cũng giới thiệu tình hình của mạch thứ 3. Tổng số đệ tử của mạch thứ 3 là hơn 2.000, đã bao gồm cả đệ tử ngoại môn. Trước mắt mạch thứ 3 có 4 đệ tử thân truyền, cộng thêm Phương Vọng là 5. Đứng trên đệ tử thân truyền là đại đệ tử đơn mạch, cao hơn nữa là đại đệ tử của Thái Uyên Môn. Đại đệ tử đơn mạch có tư cách kế thừa vị trí phong chủ một mạch, mà đại đệ tử của Thái Uyên Môn chính là trưởng môn tiếp theo. Phương Vọng không quan tâm đến việc nâng cao địa vị và thân phận, hắn hỏi thăm truyền thừa cao thâm nhất của mạch thứ 3 là gì. Triệu Truyện Càn nhìn hắn thật sâu rồi đáp, Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận. Kiếm trận này có thể coi là trận pháp mạnh nhất của Thái Uyên Môn. Nó có thể thi triển một mình, cũng là pháp thuật mạnh nhất, có uy lực vô song bình định thiên hạ, nhưng bây giờ không ai có thể luyện thành Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận. Phương Vương âm thầm ghi nhớ. Sau đó, Triệu Thuyền Càn đưa hắn bay đến sơn phong của mạch thứ 3, khắp núi đều là đệ tử đang đả tọa tu luyện, trên núi có rất nhiều cổng đá, không biết bên trong có cái gì. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Truyện Càn, Phương Vọng đáp xuống một khoảng đất trống. Hàng trăm đệ tử đang tụ tập và tu hành một loại kiếm pháp nào đó. Ngay trước khoảng đất trống, một hàng đệ tử với dáng vẻ hiên ngang đang kiểm tra những đệ tử tu hành kia. Khi nhìn thấy bóng dáng của Triệu Truyện Càn, bọn họ lập tức quay người lại ngay ngắn hành lễ với lão. Lý Ngu, đây là sư đệ Phương Vọng của ngươi, hôm nay hắn nhập môn, đã được trưởng môn chấp thuận rồi, ngươi đưa hắn đến ở trong động phủ đi. Triệu Truyện Càn nói với một nam tử đứng đầu, nói xong, lão liền ngự kiếm rời đi, để lại Phương Vọng. Lý Ngu là đại đệ tử mạch thứ 3, nhìn có vẻ còn trẻ, nhưng thực ra đã hơn 200 tuổi. Nghe được lời nói của Triệu Truyện Càn, ánh mắt Lý Ngu sáng lên. Những đệ tử khác phía sau cũng hưng phấn không kém, đều tụ tập xung quanh. Đệ tử thân truyền, xem ra ngươi là người mạnh nhất trong đám đệ tử mới này. Tiểu tử giỏi lắm, có tầm nhìn, chọn mạch thứ 3 nhất định sẽ không khiến ngươi hối hận. Ha ha ha, cuối cùng cũng có một thiên tài tuyệt đỉnh gia nhập mạch thứ 3. Phương Vọng sư huynh, nếu sau này có gì dặn dò có thể tìm ta bất cứ lúc nào, ta là đệ tử phân mạch, tên là Chu Bác. Trong Thái Uyên Môn, đệ tử có cấp bậc cao hơn mới là sư huynh, chỉ những người cùng cấp mới luận tư lịch. Phương Vọng cũng không kiêu căng mà khách sáo với từng người bọn họ. Sau một hồi giày vò xã giao, Lý Ngu dẫn Phương Vọng đi chọn động phủ. Dọc theo đường đi, Lý Ngu rất nhiệt tình giới thiệu mạch thứ 3 cho Phương Vọng. Phong chủ của mạch thứ 3 tên là Dương Nguyên Tử, ngoài việc chủ đạo công việc của một mạch cũng sẽ thu nhận đệ tử thân truyền làm đệ tử. Lý Ngu cực kỳ tán thưởng Dương Nguyên Tử, dường như xem Dương Nguyên Tử là phong chủ mạnh nhất vậy. Sau nửa canh giờ, Phương Vọng chọn xong động phủ của mình. Hóa ra cổng đá trên núi chính là động phủ, giữa các động phủ cũng có khoảng cách về đẳng cấp. Với tư cách là đệ tử thân truyền, hắn được hưởng thụ một trong những động phủ tốt nhất. Sau khi Lý Ngu cáo từ rời đi, Phương Vọng tiến vào động phủ, tương lai hắn sẽ dùng lệnh bài thân phận của mình ra vào động phủ này. Động phủ vô chủ, chỉ cần ấn lệnh bài đệ tử lên cửa là có thể nhận chủ. Đương nhiên, nhận chủ ở đây không phải là không thể phá vỡ, phong chủ có thể cưỡng ép lấy lại động phủ. Tất cả mọi thứ trước mặt khiến mắt Phương Vọng sáng lên. Nhìn ở bên ngoài, hắn còn cho rằng động phủ rất nhỏ, nhưng không ngờ bên trong lại có một động thiên khác, rộng bằng nửa sân bóng đá, và sâu nhất còn có một hồ nước nhỏ. Trong động phủ, linh khí dâng trào dày đặc. Hắn hít một hơi, tinh thần liền sảng khoái. Trong động phủ có bàn đá, ghế đá, còn có một chiếc giường lớn bằng bạch ngọc. Hắn đi vòng quanh một lúc rồi ngồi lên trên chiếc giường lớn bằng bạch ngọc để tu luyện nạp khí. Hôm nay linh lực tiêu hao quá nhiều phải bổ sung lại. Dựa theo những gì Lý Ngu nói, phải 5 ngày sau Dương Nguyên Tử mới có thể xuất quan gặp hắn. Các đệ tử thân truyền ở Thái Uyên Môn rất tự do, bình thường không có gì để làm, ngay cả khi không làm gì cũng có thể đúng hạn nhận được tài nguyên tu hành của Thái Uyên Môn. Vừa tu luyện nạp khí, Phương Vọng vừa ấp ủ tâm tư riêng. Nhất định phải luyện được Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 27,
Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết, 36 kiếm đại thành, 1. Trong 5 ngày, Phương Vọng không rời khỏi động phủ của mình, mặc dù rất hưng phấn khi bái nhập Thái Uyên Môn, nhưng hắn cũng không có ý định ra ngoài kết giao với các đệ tử. Bởi vì hắn biết rất rõ địa vị của mình ở Thái Uyên Môn phụ thuộc vào tu vi của bản thân, chỉ cần hắn duy trì được danh tiếng thiên tài thì những người xung quanh đều là người tốt. Một khi hắn trì hoãn tu hành thì những chuyện phiền toái tự nhiên sẽ ập đến. Vào giữa trưa ngày hôm nay, Phương Vọng cảm nhận được cái gì đó bèn mở to mắt ra rồi cầm lệnh bài bên hông lên, một giọng nói từ bên trong truyền ra, Phương Vọng, đến Thanh Tâm Điện gặp ta. Đây là một giọng nam tang thương, nhưng khi nghe đến Thanh Tâm Điện, thần sắc của Phương Vọng khẽ run lên. Hắn lập tức đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi treo túi trữ vật lên thắt lưng, tay cầm lấy phi kiếm do Chu Tuyết đưa cho, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi động phủ, ngự kiếm rời đi. Thanh Tâm Điện là cung điện của phong chủ, nói cách khác, người vừa rồi chính là sư phụ tương lai của hắn, Dương Nguyên Tử. Hắn rất mong đợi tiếp theo có thể học thêm được gì đó. Thanh Tâm Điện nằm ở đỉnh núi mạch thứ ba, lúc trước đại đệ tử Lý Ngu đã từng nói đến. Đi thẳng một mạch, Phương Vọng rất nhanh đã tới trước Thanh Tâm Điện. Nơi này không có đệ tử canh gác, xung quanh cung điện toàn là những cây cao to đồ sộ, giống như một thanh cự kiếm dựng đứng. Phương Vọng đứng trước cổng chính, chậm rãi đẩy cửa rồi bước vào trong. Thanh Tâm Điện không quá lớn, thoạt nhìn giống như một gian đạo quán bình thường. Phương Vọng đi tới phía sau một bóng người, khom người xuống hành lễ, nói, đệ tử Phương Vọng bái kiến sư phụ. Dương Nguyên Tử quay lưng lại với hắn, đang đả tọa trước một bức tượng đá. Hóa ra bức tượng đá này là một nữ tử với dáng người duyên dáng, khuôn mặt không có khắc ấn ngũ quan, ngược lại có vẻ trang nghiêm thần bí. Nghe thấy có người đến, Dương Nguyên Tử đứng dậy, xoay người lại nhìn hắn. Lúc này Phương Vọng mới thấy rõ hình dáng của Dương Nguyên Tử. Tóc lão đen trắng đan xen, xõa tung rối bù, trên người khoác một bộ đạo bào màu đen, ánh mắt của lão chết lặng giống như một cái giếng cạn, râu mép trông rất lôi thôi. Điều này hoàn toàn khác với Dương Nguyên Tử trong tưởng tượng của Phương Vọng. Dương Nguyên Tử lên tiếng hỏi, tại sao lại chọn mạch thứ ba? Phương Vọng sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên đáp, vì truyền thừa cao thâm nhất. Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận. Quả nhiên, ngươi đến từ gia tộc nào? Đệ tử đến từ Phương gia ở Nam Khâu Thành. Ta chưa từng nghe qua, bỏ đi, cũng không có hứng thú. Ngươi đã bái nhập môn hạ của ta thì sau này sẽ là đồ đệ của ta. Ngươi đứng thứ năm, trước đó có 4 vị sư huynh và sư tỷ, sau này hãy từ từ làm quen với nhau. Ngươi đã đạt đến dưỡng khí cảnh tầng 7 rồi, còn muốn học thêm gì không? Dương Nguyên Tử bình tĩnh nói, dường như lão không có chút hứng thú nào với vị thiên tài Phương Vọng này. Lúc này Phương Vọng mới nhận ra vì sao trưởng môn Quảng Cầu Tiên lại khuyên hắn gia nhập mạch thứ nhất, xem ra vấn đề của mạch thứ ba nằm ở trên người Dương Nguyên Tử rồi. Phương Vọng cũng không khách khí mà nói, sư phụ, có thể dạy ta cách sử dụng túi trữ vật được không? Nghe vậy, đồng tử của Dương Nguyên Tử hơi co rụt lại, lão không nhịn được hỏi, ngươi không biết sử dụng túi trữ vật à? Không ai trong gia tộc chỉ dẫn cho ngươi sao? Gia tộc không hiểu biết về tu tiên, nhưng mà có một vị tộc nhân được tu tiên giả chỉ điểm, ta đi theo nàng cùng nhau đến Thái Uyên Môn. Ngươi tu hành được bao lâu rồi? Chưa đầy một năm. Chưa đầy một năm mà có tu vi đến dưỡng khí cảnh tầng 7 sao? Dương Nguyên Tử không khỏi đánh giá Phương Vọng một lần nữa. Lão nheo mắt lại nói, muốn mở được túi trữ vật thì ngươi cần phải bồi dưỡng thần thức. Thấy Phương Vọng còn muốn hỏi tiếp, nhưng Dương Nguyên Tử lại giơ tay lên và đưa cho Phương Vọng một quyển bí tịch rồi nói, đây là tổng cương tu hành của Thái Uyên Môn, trên này ghi chép lại các loại pháp môn cơ bản của tu hành, ngươi về xem đi. Phương Vọng vội vàng bái tạ sư phụ, thật tình không biết Dương Nguyên Tử rất cạn lời. Quyển sách này là Thái Uyên Môn chuẩn bị cho đệ tử ngoại môn, dẫn dắt họ đi vào đạo tu tiên. Kể từ khi trở thành phong chủ, lão hầu như không lấy ra quyển sách này. Có lẽ đây là quyển sách lão nhận được lúc mới vào Thái Uyên Môn rồi lưu lại để làm kỷ niệm. Phương Vọng để bí tịch vào trong ngực, sau đó hỏi, sư phụ, có thể truyền lại cho ta Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận không? Ta muốn thử xem. Dương Nguyên Tử hừ một tiếng, tức giận nói, ở Thái Uyên Môn, không phải ngươi muốn học cái gì là có thể học cái đó. Mặc cho tư chất và ngộ tính của ngươi có cao tới đâu thì ngươi cũng phải có cống hiến. Lúc nhập môn, Thái Uyên Môn không tra xét lai lịch của ngươi, một là không thèm để ý, hai là sau khi nhập môn, ngươi cần cống hiến để chứng tỏ bản thân. Ngươi vốn là đệ tử, thân truyền,
có thể đến đạo pháp các để chọn ba bộ bí tịch thượng thừa, nhưng Cửu Thiên Thương Lôi Kiếm Trận chính là truyền thừa Chấn Sơn của một mạch, nếu ngươi muốn học thì trước tiên phải trở thành đại đệ tử. Phương Vọng vội vàng hỏi, làm sao để trở thành đại đệ tử? Dương Nguyên Tử không tức giận, ngược lại rất có hứng thú nói, muốn trở thành đại đệ tử, trước tiên phải đạt đến linh đan cảnh, còn phải lập được công lao hiển hách, trong vòng 50 năm ngươi đừng nghĩ tới nữa. Phương Vọng vừa nghe liền thấy thất vọng. Dương Nguyên Tử thay đổi giọng điệu, nói, tuy nhiên ngươi là người đầu tiên từ trước đến nay vừa gia nhập vào Thái Uyên Môn đã là đệ tử thân truyền. Mặc dù trước đây chưa từng có ngoại lệ thu đệ tử như vậy, nhưng có thể được ghi lại trong sử sách của Thái Uyên Môn. Lão giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một quyển ngọc giản màu xanh. Kiếm pháp này được gọi là Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết, chính là thứ mà ta tự quản lý. Cửu Thiên Thương Lôi Kiếm Trận là truyền thừa của Thái Uyên Môn, ta không thể tự tiện cho ngươi, nhưng Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết thì khác, là do ta đoạt được khi xông xáo ở tu tiên giới. Khi ngươi trở về luyện xong thần thức là có thể sử dụng thần thức đọc nội dung bên trong ngọc giản. Trên mặt Dương Nguyên Tử nở nụ cười, nhưng khi lão cười còn khó coi hơn lúc khóc, khá là đáng sợ. Phương Vọng nhận lấy ngọc giản, đè nén phấn khích, hỏi, sư phụ, kiếm quyết này có mạnh không? Dương Nguyên Tử hất cằm lên, tự hào nói, vi sư dựa vào kiếm quyết này đã đoạt được vị trí phong chủ mạch thứ ba, ngươi xem có mạnh hay không? Vi sư chỉ mới luyện kiếm quyết này đến 27 kiếm là có thể càn quét cùng cảnh giới. Nếu trong vòng 10 năm, ngươi có thể tu được chút thành tựu thì coi như có ngộ tính cực dài. Đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không làm người thất vọng. Hãy tu luyện đến dưỡng khí cảnh tầng 9 trước đã. Ngươi là đệ tử thân truyền, có thể tự do tu luyện đến khi đạt được thành tựu tố linh cảnh, sau đó mới tu luyện Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết cũng không muộn. Vâng. Sau đó, Dương Nguyên Tử bàn giao môn quy của Thái Uyên Môn, chủ yếu là đồng môn không được tương tàn lẫn nhau, không được làm hại phàm phu vô tội, không được cấu kết với ma đạo. Chương 28, Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết, 36 kiếm đại thành, 2. Sau khi bàn giao, Dương Nguyên Tử để Phương Vọng rời đi. Phương Vọng không lập tức đến đạo pháp các để lựa chọn công pháp, hắn cảm thấy tạm thời không vội, chỉ là hắn cần phải dành thời gian để tu luyện Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết. Nhìn có vẻ chỉ trôi qua một cái chớp mắt nhưng đối với hắn mà nói, thật sự như đã trôi qua rất nhiều năm. Nếu nhốt một người trong một gian phòng và chỉ đảm bảo về đồ ăn thức uống chứ không cung cấp bất kỳ phương thức giải trí nào cả thì trong vòng một tháng đã có thể khiến người ta phát điên. Cho dù Phương Vọng muốn trở nên mạnh hơn nhưng ở trong thiên cung buồn tẻ, 200 năm như vậy cũng rất đau khổ. 1. Khi đã tiến vào thiên cung, nếu tu luyện không thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn thì không thể rời khỏi. Nhưng hắn đã mơ hồ phát hiện ra một ưu điểm khác ở thiên cung, đó chính là bất kỳ công pháp, tuyệt học nào cũng có thể chắc chắn tu luyện đến đại viên mãn. Điều này cũng vô cùng bá đạo. Hơn nữa, từ khi mở khóa thiên cung, Phương Vọng đã có năng lực đọc đến đâu là nhớ đến đó. Trên đường trở về động phủ, trước tiên Phương Vọng lấy tổng cương tu hành ra, tu luyện thần thức dựa theo các ghi chép trên đó. Đối với hắn thì dưỡng khí cảnh tầng 7 chẳng là cái gì cả, hắn chỉ mất một canh giờ là đã làm được. Tổng cương tu hành còn ghi chép cảnh giới tu hành, theo thứ tự từ thấp đến cao, dưỡng khí, tố linh, linh đan, huyền tâm, ngưng thần. Trên ngưng thần còn có cảnh giới, trong sách có nhắc đến mong đệ tử một ngày nào đó sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn. Tố linh cảnh là cảnh giới quyết định vận mệnh của người tu hành, tạo nên phẩm giai của bảo linh bản mệnh trực tiếp quyết định tư chất và ngộ tính của người tu hành. Tất nhiên cũng không phải là tuyệt đối, trên con đường tu hành luôn luôn có người nghịch thiên vang dội cổ kim. Phương Vọng đặt tổng cương tu hành xuống rồi bắt đầu tu luyện. Hắn dự định trước tiên sẽ tích lũy tu vi đến dưỡng khí cảnh tầng 9. Hiện tại hắn đã ít cốc, không cần ăn uống nên có thể an tâm tu luyện. Nhắm mắt một cái, hắn tựa như đã bước vào trạng thái tu hành trong thiên cung. Một tháng rưỡi sau, Phương Vọng đạt đến dưỡng khí cảnh tầng 8, chênh lệch giữa tầng 7 với tầng 8 quả thực lớn như những gì Chu Tuyết nói. Trước kia hắn có thể thắng chỉ là vì huyền dương thần kinh mạnh hơn những công pháp của các tu sĩ kia thôi. Hắn tiếp tục tu luyện. Gần 4 tháng trôi qua, Phương Vọng tu luyện một hơi, cuối cùng cũng đạt đến dưỡng khí cảnh tầng 9. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Một lần nữa hắn ngưng tụ huyền dương chân hỏa, 9 tiểu thái dương lơ lửng sau đầu, chiếu sáng cả động phủ. Cảm nhận được linh lực dâng trào trong cơ thể, hắn đột nhiên có cảm giác như lúc mới đạt đến cảnh giới võ lâm thần thoại.
cảm thấy bất khả chiến bại. Đương nhiên, cảm giác này chỉ duy trì trong chốc lát, hắn biết mình vẫn còn ở tầng dưới của tu tiên giới, vẫn cần phải cố gắng thật nhiều. Phương Vọng cầm lấy ngọc giản mà Dương Nguyên Tử đưa cho, dùng thần thức thăm dò vào bên trong. Lượng lớn văn tự tràn vào trong đầu hắn, sau khi hắn trải vuốt xong, ý thức hơi hoảng hốt, mở to mắt lần nữa thì đã đi vào trong thiên cung rồi. Hắn đứng trong đại điện của thiên cung, bắt đầu tu hành Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết. Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết tổng cộng có 36 kiếm, không cần phải có kiếm trong tay, kiếm quyết này ngưng tụ ra hình kiếm, giống như một loại pháp khí, có thể tùy ý di chuyển. Dương Nguyên Tử tự xưng đã luyện đến 27 kiếm, điều này làm cho Phương Vọng có kỳ vọng rất lớn về 36 kiếm. Tuy nhiên, hắn đã mất 5 năm để luyện kiếm. Thứ nhất, Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết thực sự rất khó tu luyện. Nó không chỉ đơn giản như ngưng tụ linh lực thành hình kiếm mà còn phải truyền thần thức vào trong để hình kiếm trở thành tầm nhìn của bản thân, điều này cũng để khảo nghiệm thần thức. Cho dù có khó luyện hơn nữa, chỉ cần tiến vào thiên cung thì nhất định sẽ có thể luyện thành, cùng lắm thì nhẫn nại thêm một thời gian. Phương Vọng tiếp tục tu luyện kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai cũng mất 5 năm. Cho đến kiếm thứ sáu, thời gian tu hành được rút ngắn còn 2 năm. Phương Vọng vốn tưởng rằng bản thân sẽ thành công, nhưng khi tiếp tục tu luyện đến kiếm thứ 18, mỗi một kiếm phải mất thời gian hơn 10 năm, gần như làm hắn sụp đổ. Ai có thể rèn luyện, học tập hết ngày này qua ngày khác trong suốt hàng trăm năm mà trong lúc đó không có bất kỳ phương thức thư giãn giải trí nào đây chứ? Phương Vọng đã từng thử sáng tạo máy tính ở kiếp trước trong thiên cung, nhưng chỉ là một cái vỏ thôi, còn việc sáng tạo một con người thì càng không thể nào. Cứ như thế. Rốt cuộc khi Phương Vọng luyện thành 36 kiếm, chỉ nhìn thấy 36 thanh hình kiếm treo lơ lửng xung quanh hắn, tất cả đều là hình dáng của thanh quân kiếm vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy tê dại. Cuối cùng cũng đã xong. Vừa nói dứt câu, ý thức của Phương Vọng trở lại hiện thực. Để tu luyện được Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết vậy mà mất 200 năm. T. Phương Vọng lập tức đứng dậy, bước ra khỏi động phủ. Hắn phải đi xem phong cảnh bên ngoài, nếu không cả người sẽ phát điên mất. Rầm. Cổng chính động phủ mở ra, ánh nắng mặt trời chiếu xuống người Phương Vọng, khoảnh khắc này mới làm cho hắn có cảm giác mình còn sống. Hắn đi đến bên vách núi, thưởng thức phong cảnh trắng lệ của dãy núi Thái Uyên Môn, đứng ở đây ngắm nhìn nửa canh giờ, sau đó trở về tiếp tục tu luyện. Nhìn bóng dáng tới lui của những đệ tử kia, Phương Vọng mới có cảm giác chân thật. Phương Vọng, đã lâu không gặp, ngươi đạt đến Tố Linh chưa? Một giọng nữ truyền đến, Phương Vọng quay đầu nhìn lại, đúng là Cố Ly của Cố gia ở Lạc Bắc. Động phủ của Cố Ly thực ra nằm ngay cạnh hắn, điều này làm cho thâm tâm hắn khó hiểu, bởi vì đây là động phủ của đệ tử thân truyền. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 29, Ảo cảnh khảo nghiệm, 1. Vẫn chưa, không nghĩ đến động phủ của cô nương lại ở ngay bên cạnh động phủ của ta như vậy. Phương Vọng nhìn Cố Ly đang đứng trước cửa động phủ, cười đáp lại. Cố Ly mặc đạo bào của Thái Uyên Môn, không còn mang khăn che mặt nữa, dưới ánh nắng mặt trời nhìn cực kỳ rung động lòng người, tựa như thần tiên giáng trần vậy. Trong động phủ của Phương Vọng có một bộ đạo bào dành cho đệ tử thân truyền, thoạt nhìn không khác đạo bào trên ngươi của Cố Ly mấy, chẳng lẽ Cố Ly cũng đã trở thành đệ tử thân truyền rồi? Cố Ly nhìn chằm chằm Phương Vọng, nhẹ giọng nói, ta cố ý chọn vị trí ngay bên cạnh ngươi đấy. Ta đã thành công vào Tố Linh cảnh, cũng trở thành đệ tử thân truyền. Sau này ngươi chính là sư huynh của ta. Đệ tử thân truyền, nhanh như vậy sao? Trong lòng Phương Vọng kinh ngạc, thế nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như trước. Nhìn thấy hắn thờ ơ, bàn tay trắng nõn giấu bên trong tay áo của Cố Ly hơi nắm chặt lại, nàng cố gắng ổn định lại cảm xúc, tự nói với lòng không cần phải gấp gáp. Sư phụ nói cho ta biết lúc ngươi nhập môn tu vi mới chỉ là dưỡng khí cảnh tầng 7 thôi. Bây giờ chỉ trôi qua mấy tháng mà ngươi đã đạt đến dưỡng khí cảnh tầng 9 rồi, xem ra không lâu nữa ngươi sẽ vào Tố Linh cảnh. Trước khi đột phá Tố Linh cảnh, có thể luận bàn cùng ta thêm một lần nữa không? Cố Ly nói xong câu cuối cùng thì cười cười, khuôn mặt ửng đỏ. Phương Vọng nghi ngờ nhìn về phía nàng, Tố Linh cảnh đánh với dưỡng khí cảnh. Cừ thật đấy, không biết xấu hổ đến vậy luôn. Phương Vọng đang định cự tuyệt, chợt nghe thấy Cố Ly tiếp tục nói, ta sẽ không sử dụng đến bảo linh bản mệnh, chỉ là vừa hay ngũ thánh kiếm pháp của ta có đột phá,
muốn cùng ngươi luận bàn một chút thôi. Yên tâm, chúng ta tìm một chỗ không người luận bàn, sẽ không lan truyền ra ngoài đâu. Phương Vọng vốn dĩ lo ngại phiền toái, thế nhưng đột nhiên hắn lại muốn nhìn xem thử sự cường đại của Tố Linh Cảnh, bên trong Thái Uyên Môn sẽ không đến mức xuất hiện sát khí. Đi đâu? Phương Vọng hỏi. Khuôn mặt Cố Ly vui vẻ, nói, đến rừng cây dưới chân núi đi. Luận bàn đấu pháp là chuyện thường gặp, chỉ cần không đánh đến mức gây ra thù hận thì Thái Uyên Môn cũng sẽ không cấm cản. Chúng ta không động đến pháp khí, chỉ sử dụng kiếm gỗ luận bàn thôi. Phương Vọng rất muốn nói rằng kiếm gỗ hay pháp kiếm đều có thể giết người được cả, thế nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều lời, đúng lúc hắn có thể xem thử uy lực của Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết. Đi thôi, đến rừng cây. Được, hai người lập tức đi về phía dưới chân núi, Cố Ly là người dẫn đường, bọn họ cũng không ngự kiếm phi hành. Từ trên cao nhìn xuống, hai người họ kề vai nhau dạo bước trên núi, tựa như một đôi thần tiên yêu nhau. Trên đường đi, Cố Ly cùng Phương Vọng nói chuyện phiếm với nhau. Biết được sau khi Phương Vọng nhập môn thì một mực tu luyện, nàng liền nói cho hắn những chuyện thú vị xảy ra bên trong Thái Uyên Môn gần đây. Phương Vọng mới vừa trải qua 200 năm buồn chán nên cũng vô cùng hứng thú với chuyện thú vị bên ngoài, cho nên lắng nghe nàng kể, lâu lâu còn hỏi lại nàng. Đúng rồi, Chu Tuyết là tộc nhân của ngươi phải không? Cố Ly đột nhiên hỏi. Phương Vọng gật đầu nói, đúng vậy, nàng ấy có chuyện gì à? Hắn cũng không hề lo lắng Chu Tuyết sẽ gặp phiền toái, dù sao vị đó chính là trọng sinh giả, không gây phiền toái cho người khác đã là may lắm rồi. Nàng vượt qua được khảo hạch ảo cảnh của tông môn, lấy được vị trí đứng đầu truyền thừa của trưởng môn, thanh danh vang dội. Chờ đến sau khi nàng ấy đột phá Tố Linh Cảnh, cho dù bản mệnh bảo linh tư chất bình thường thì cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền. Cố Ly xúc động nói, khảo hạch ảo cảnh. Phương Vọng không nghe thấy Chu Tuyết đề cập đến chuyện này, thế nhưng Chu Tuyết có thể đạt được cơ duyên như vậy cũng là chuyện thường tình. Sống lại chính là lợi thế lớn nhất. Trong ký ức của Chu Tuyết có ghi lại rất nhiều cơ duyên, tất nhiên nàng ấy có thể lựa chọn cho mình một con đường càng bằng phẳng hơn kiếp trước. Từ khi gia nhập Thái Uyên Môn, hai người đã không còn liên hệ gì với nhau nữa, thế nhưng Phương Vọng nhớ rằng nàng đã lựa chọn mạch hệ cho bản thân là mạch thứ nhất. Cứ như vậy, Phương Vọng và Cố Ly vừa nói chuyện phiếm, vừa đi về phía rừng cây nhỏ. Một nén nhang sau, hai người tiến vào trong rừng cây, bên trong cây cối thưa thớt, rất thuận lợi để giao chiến. Phía trên là lá cây dày đặc, che phủ cả một khoảng trời, có thể ngăn chặn các đệ tử đi ngang qua nhìn trộm. Phương Vọng đứng cách Cố Ly ba trượng, hắn nâng tay phải lên, nói, đến đây đi, lúc này ta sẽ không dùng đến ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, nghe đến ba từ đó, vẻ mặt Cố Ly liền trở nên mất tự nhiên. Thì ra lúc trước chiêu thức đã đánh bại nàng thực sự là ngự kiếm thuật. Bị kiếm pháp cao cấp đánh bại thì nàng có thể chấp nhận được, thế nhưng nếu là bị ngự kiếm thuật đánh bại thì... Hơn nữa khi ấy đối phương chỉ mới ở dưỡng khí cảnh tầng 7 thôi. Cố Ly hít sâu một hơi, lập tức lấy ra hai thanh kiếm gỗ, một thanh ném cho Phương Vọng, một thanh nàng nắm chặt trong tay phải. Phương Vọng đón lấy kiếm gỗ, đánh giá một lượt. Vốn dĩ hắn định từ chối sử dụng kiếm, thế nhưng lại sợ làm xúc phạm đối phương. Hắn nghĩ thầm, thôi quên đi, cứ giả vờ một chút vậy. Suy nghĩ như vậy cũng không tồi, hắn vẫn giả vờ là một kiếm khách. Trên thực tế cho dù không có kiếm thì hắn vẫn có thể thi triển được Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết. Sau này nói không chừng việc giả vờ hôm nay sẽ là điểm mấu chốt cứu mạng hắn. Phương Vọng nắm kiếm gỗ, nâng kiếm chỉ về phía Cố Ly. Hai ngón tay trái hắn đặt trên lưỡi kiếm, vuốt nhẹ dọc theo mũi kiếm gỗ. Ba luồng kiếm khí theo thân kiếm tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành ba lưỡi kiếm lơ lửng trước mắt. Nhìn thấy một màn này khiến Cố Ly nhíu mày lại, âm thầm kinh hãi, đây là kiếm pháp gì vậy? Cố Ly hít sâu một hơi, lập tức thi triển tuyệt học của gia tộc, ngũ thánh kiếm pháp. Nàng vung kiếm cực kỳ nhanh, kiếm chiêu sắc bén, thân hình di chuyển nhanh tới mức xuất hiện tàn ảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, tựa như có đến 5 người đồng thời vung kiếm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được kiếm khí mạnh mẽ tựa như cuồng phong vũ bão thổi quét về phía Phương Vọng. Cây cối xung quanh đều bị kiếm khí cắt qua, để lại từng vết xước chồng chéo lên nhau, cực kỳ sắc bén. Tay phải Phương Vọng cầm kiếm, cổ tay xoay tròn, đột nhiên chém về phía trước. Ba luồng hình kiếm bỗng nhiên hóa thành mũi kiếm xanh lạnh lẽo bén, nhọn lao đến. Rầm, hai luồng kiếm khí đánh vào nhau, nhìn qua là ngũ thánh kiếm pháp trực tiếp bị ba luồng ánh sáng xanh đánh bay đi. Mái tóc dài của Cố Ly bị thổi bay tán loạn,
Nàng theo bản năng trùng lớn đôi mắt xinh đẹp. Ngay lúc này, nàng đột nhiên lại có cảm giác kinh khủng tựa như khi tranh đoạt vị trí đệ tử thân truyền. Cũng may là ba luồng ánh sáng xanh vừa mới chém đến trước mặt nàng đã biến mất, nhưng cho dù là như vậy, kiếm quang cường đại kia cũng đã dọa nàng mất hồn. Phương Vọng thu kiếm, âm thầm cảm thán, may rằng kinh hồng thần kiếm quyết của bản thân đã đạt đến viên mãn, chứ nếu không khi nãy thật đúng là khó mà thu kiếm được. Chương 30, ảo cảnh khảo nghiệm 2. Rừng cây xung quanh kịch liệt lay động, lá rụng như mưa, ngắm nhìn trận mưa lá này khiến cả người Cố Ly chìm vào hoảng hốt. Phương Vọng lo rằng nàng sẽ nhắc lại yêu cầu trước, vì thế mở miệng nói, Cố cô nương, kiếm pháp của ngươi rất mạnh, là kiếm tu cực kỳ mạnh mà ta đã từng giao đấu. Sau này lại luận bàn tiếp nhé, ta phải trở về tu luyện rồi. Dứt lời, hắn tung ngươi nhảy lên, chân đạp kiếm gỗ rời đi, nhanh chóng bay ra khỏi rừng cây. Cùng lúc đó, một nam đệ tử bay đến. Y để ý thấy sự bất thường của rừng cây bên dưới, đang muốn đi xuống nhìn xem, kết quả lại thấy Phương Vọng ngự kiếm bay ra. Y vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng đến gần Phương Vọng. Phương sư huynh, hiếm lắm mới thấy huynh. Nam đệ tử ngăn Phương Vọng lại, nhiệt tình nói. Phương Vọng cảm thấy y có chút quen mắt, khách sáo nói, lúc trước ta bế quan tu luyện, hôm nay mới ra ngoài đi dạo. Phương sư huynh còn nhớ ta không? Ta chính là chú bác đó. Ta nhớ. Trong rừng cây. Cố Ly hít sâu một hơi, đây không phải là lần đầu nàng thua cuộc, cảm giác bị đả kích cũng không nhiều như lần trước, huống chi nàng còn được Phương Vọng khen ngợi nữa. Khoan đã, tiểu tử đó tu hành còn chưa đến một năm, có thể gặp được mấy vị kiếm tu chứ? Cố Ly nhớ đến sư phụ Dương Nguyên Tử của nàng đã từng rất cảm khái, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng không có phẫn uất, chỉ còn lại hoang mang vô tận. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngự kiếm phi hành rời đi. Phương Vọng vội vàng trò chuyện qua loa với Chu Bác rồi rời đi. Ngay lúc trong lòng Chu Bác đang cảm thấy Phương sư huynh thật đúng là một tu sĩ siêng năng khắc khổ thì lại nhìn thấy Cố Ly từ trong rừng cây bay ra. Trải qua sự công kích của kinh hồng thần kiếm quyết, mái tóc Cố Ly hỗn loạn, Chu Bác nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi. Cố Ly hoàn toàn không để ý đến y, nhanh chóng bay về phía trên núi. Chu Bác thu hồi ánh mắt, đứng trên thanh kiếm, nhỏ giọng cảm thán nói, Phương sư huynh thật đúng là hăng hái thật. Sau khi đáp xuống đất, Phương Vọng đặt kiếm gỗ tựa lên phía trước cửa động phủ của Cố Ly, sau đó nhanh chóng chóng quay về động phủ của chính mình. Liên tiếp đả kích đến thiên kiêu chi nữ, hắn sợ phiền phức sẽ không ngừng kéo đến, thế nhưng cũng chẳng có biện pháp nào, là do Cố Ly tự mình tìm đến cửa. Phương Vọng ngồi xuống trên chiếc giường bạch ngọc lớn, nhớ lại cảnh chiến đấu khi nãy. Hắn cảm thấy Tố Linh Cảnh cũng không mạnh mẽ gì mấy, ít nhất thì không có chênh lệch quá lớn với hắn. Có lẽ Bảo Linh bản mệnh sẽ có tác dụng nâng cao chiến lực đối với Tố Linh Cảnh chăng? Phương Vọng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục dẫn khí tu luyện. Đạt đến dưỡng khí cảnh tầng 9 không có nghĩa là có thể trực tiếp tiến vào Tố Linh Cảnh. Dưỡng khí cảnh tầng 9 cùng với Tố Linh Cảnh còn cách nhau một cảnh giới không tên. Trong võ đạo cũng có chuyện này, có người xem đây là cơ hội, có người lại nói đây là viên mãn. Tóm lại mà nói, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đạt đến Tố Linh Cảnh, bên ngoài động phủ. Cố Ly nhìn thanh kiếm gỗ tựa vào cửa động phủ thì khẽ cắn môi, cầm lấy thanh kiếm gỗ rồi đi vào động phủ của mình. Chỉ như một cái chớp mắt, đã trôi qua một tháng. Linh lực của Phương Vọng đã tăng lên mấy lần. Bên trong tối tăm, hắn mơ hồ cảm thấy dấu hiệu đột phá, thế nhưng hắn phát hiện tu vi của bản thân còn có thể tăng trưởng thêm nữa. Vì thế lại tiếp tục tu luyện. Hắn muốn cho tu vi tăng đến mức không thể tăng thêm được nữa rồi mới đột phá. Một ngày nọ, bên ngoài động phủ truyền đến một âm thanh, Phương Vọng, có ở trong đó không? Phương Vọng vừa nghe thấy lập tức đứng dậy tiến đến bên cửa mở ra, cùng lúc ánh mặt trời chiếu vào, hắn thấy được khuôn mặt đã lâu không gặp. Chu Tuyết, mấy tháng không gặp, bây giờ Chu Tuyết mặc y phục của đệ tử Thái Uyên Môn trông càng thêm xinh đẹp. Giữa đôi mắt nàng là khí phách mà Cố Ly không có được. Nàng là hăng hái, phong mang tất lộ, mà Cố Ly chỉ là tướng mạo trong trẻo lạnh lùng thôi. Chu Tuyết trực tiếp tiến vào bên trong, lướt qua Phương Vọng đang đứng, đồng thời xua tay nói, đóng cửa. Phương Vọng lập tức đóng cửa động phủ lại, đuổi theo bắt kịp bước chân của Chu Tuyết. Sao ngươi lại đến đây? Phương Vọng kinh ngạc hỏi. Chu Tuyết hừ một cái, nói, tiểu tử ngươi vẫn còn bế quan, định sẽ chặt đứt quan hệ với Phương gia luôn phải không?
các đệ tử khác của Phương gia đều đã gặp mặt nhau, cũng đã cho nhau phương thức liên lạc, chỉ mỗi mình ngươi vẫn chưa có đi ra mạch thứ ba, ta cũng không còn cách nào khác nên mới phải đi tìm ngươi. Phương Vọng giải thích, chỉ là ta muốn nhanh chóng đạt đến tố linh cảnh thôi. Dưỡng khí cảnh tầng 9 cũng không tệ lắm, xem ra ngươi cũng không có chỉ hoãn tu luyện. Ta chỉ lo cô nương bên kia dây dưa với ngươi, ngươi lại không kiềm chế được trái tim thiếu niên sao xuyến, cứ đắm chìm vào trong đó. Chu Tuyết vừa nói, vừa đi đến ngồi xuống trước bàn đá. Phương Vọng bất đắc dĩ nói, sao có thể được, ta chính là thập tam công tử của Phương gia đấy. Nếu dễ dàng động tâm như vậy thì những nha đầu xinh đẹp trong phủ hay thiên kim tiểu thư trong thành đều đã sớm bị ta nhúng chàm rồi. Chu Tuyết hừ một cái, nói, chỉ hy vọng là vậy, hôm nay ta đến đây là muốn nói lời tạm biệt với ngươi. Ta chuẩn bị rời khỏi đây, 3 đến 5 năm sau có lẽ cũng chưa thể về được. Lâu như vậy sao? Ngươi đi làm gì vậy? Phương Vọng ngồi xuống, tò mò hỏi, trong lòng đang suy tính làm thế nào để nàng chỉ điểm thêm vài tuyệt học nữa. Chu Tuyết nhìn về phía hắn, nói, đi đoạt một cơ duyên lớn nhất, thuận tiện điều tra luôn phần hồn phiên trong tay ta, nếu không giải quyết việc này sạch sẽ, trong lòng ta sẽ không buông xuống qua được. Dẫn theo ta đi, tư chất của ngươi tốt như vậy, thì cứ tập trung tu luyện đi. Thiên tài như ngươi thì phải đặt toàn bộ quyết tâm vào việc tu luyện. Ta đã từng thấy nhiều thiên tài có tư chất tuyệt thế rồi. Bọn họ cho rằng bản thân đã rất cường đại, kết quả đi ra ngoài lại bị quái vật cùng với người có vận khí cao đánh chết, trở thành kẻ đáng thương trong truyền thuyết của người khác. Hơn nữa ta đi một mình cũng tiện hơn. Được rồi. Phương Vọng chỉ đơn giản khách sáo một câu, hắn cũng không đến mức lì lợm cầu xin Chu Tuyết mang mình theo. Hơn nữa, hắn quả thật cũng không muốn ra ngoài, tạm thời hắn còn chưa đến nỗi phải đi ra ngoài tìm cơ duyên. Thế nhưng, phải mở miệng như thế nào đây? Chu Tuyết trêu đùa, cười nói, làm sao vậy? Còn muốn lấy thêm công pháp hay pháp thuật ở chỗ ta à? Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.